Welcome back to my YouTube channel. Today I take my father and my baby go around to take picture of the cherry blossom. Ow, and then we will go to the food court and eat over there. You follow me, okay? Thank you. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Lina Hà TV của mình, okay? Dạ hello cả nhà đi cha. Lina, con hello cả nhà đi con. Lina, nghiêng quá, Lina nghiêng quá. Lina, con nghiêng qua đây chút xíu. Nghiêng qua thấy. Rồi con hello. Gần phía nhà mình chỗ này á có một hàng cây hoa anh đào nở rất là đẹp luôn nè. Bây giờ mình sẽ tới đó mình ngắm hoa anh đào, chụp hình xong rồi mình đi vào trong mall để mình mua đồ ăn nha cả nhà. Xin mời tất cả mọi người cùng đi với gia đình của mình luôn ha. Từ chỗ nhà mình ra ngoài chỗ ngắm hoa chỉ có một chút xíu thôi nha cả nhà. Bây giờ là cuối mùa đông rồi cả nhà, chuẩn bị vào mùa xuân rồi đó. Nhưng mà hình như là hôm nay á, thời tiết ấm lên á, nên là những cái cây hoa anh đào này á, nở rất là sớm luôn. Bây giờ trời nắng á, thì mình tranh thủ đi ngắm hoa và chụp hình nha cả nhà. Chứ nếu mà bữa nào trời mưa thì hoa nó sẽ rụng hết luôn. Chỗ này có bảng stop nha cả nhà, mình ngừng lại chút xíu nha. Thường á, có những người police á, họ đậu vòng vòng ở đây á, để họ check coi là mình có đậu lại ở bảng stop không á. Nên lúc nào mình cũng phải tuân thủ theo luật nha cả nhà. Bây giờ mình đang đi đường trong, đường nhỏ, ít xe, nhưng mà mình cũng phải tuân thủ bảng stop, mình cũng phải ngừng nha cả nhà. Mà mình vào mùa xuân á, thì sẽ có rất là nhiều bông nở nha cả nhà. Nhưng bây giờ là chỉ là cuối mùa đông thôi. Mọi người đang nhìn thấy á, là những cái cây hai bên đường á, là cây lá là trụi, trơ trụi hết trơn luôn. Tại vì mùa thu á, nó rụng lá hết rồi đó. Rồi tới mùa xuân á, là cây nó sẽ ra đọt non trở lại nha cả nhà. Bây giờ mình quẹo trái vô đây nha. Phía chỗ này á, là cái xăng và ở phía trong kia nữa là chợ Costco nha cả nhà. Chợ Costco á, là một cái chợ rất là lớn ở Mỹ mà người ta bán làm bán sỉ nha cả nhà, bán với số lượng nhiều đó. Khi mà mình vào trong đây á, là mình phải có mua thẻ hội viên nha cả nhà. Đây này, mình đi đường trước cho cả nhà xem nha. Đây nè cả nhà, đây là chợ Costco nè. Chỗ này á, là khi mà mình muốn vào trong chợ này là mình phải có thẻ hội viên nha cả nhà. Thì chỗ này giống như là một cái chợ bán sỉ lớn nha. Nếu mà mình có thẻ hội viên thì người ta mới cho mình mua đồ nha cả nhà. Những cái cây hoa anh đào mình nói là nó nằm ở góc mấy bên kia nè cả nhà. Hồi tuần rồi á, mình đã thấy cái cây hoa anh đào này nở rồi. Nhưng mà tới cuối tuần á, là mình phải đi làm. Rồi xong rồi mưa quá cả nhà ơi, chứ nó rụng bớt một số rồi đó. Mà bây giờ mình nhìn vẫn còn đẹp. Bây giờ mình sẽ đậu xe ở đây nha cả nhà. Đây cũng là một cái parking của chợ Costco luôn, thì mình có quyền đậu xe ở đây. Xong rồi mình lại đây mình ngắm hoa và chụp hình nha cả nhà. Wow, đẹp quá cha. Rồi Lina xuống nha. Lina muốn chạy xe đạp không? Ok. Nhóc của mình nó đòi chạy xe đạp cả nhà ơi, nên mình đem theo chiếc xe đạp để cho nó chạy vòng vòng ở đây chơi chút xíu nè. Rồi đòi chạy đem theo bông bóng nữa nè. Truck trailer nó đậu ở đây nè cả nhà. Thì cái khu này á, là cái khu parking của chợ nha cả nhà. Wow, mát quá à, Lina thích không? Rồi con chạy đi. Ở phía bên này là con đường Mount Zion nha cả nhà. Chỗ này á, là xe chạy cũng rất là nhiều luôn. Có gì hơi ồn cả nhà thông cảm nha. Đây nè cha, lại có bông đấy cha. Ủa, hoa đẹp quá cả nhà ơi. Nè, cả nhà nhìn xem nè.
Cha lần đầu tiên cha thấy hoa anh đào á cha. Nè Lina. Nè, trời ơi hoa đẹp quá cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Rồi mẹ ảnh đi nè, lên coi hoa nha. Đâu hoa bông đẹp đâu. Wow, bông đẹp quá. Nè, mẹ cho con hái đó, con hái đi. Hái bông đi. Wow, bông đẹp không? Nè, hái bông đi. Cho đi nè, hái một bông nha, để bông nó rụng hết, mấy mốt gió nó rụng. Có ông à, thấy không? Ông nó hút mạnh hết chưa? Bông hết rồi bông hả cha? Hút mạnh, nó qua hút mạnh. Nhưng mà mình không phải chụp hình nào mấy mốt gió với mưa là nó rụng hết trời ơi. Đó cho con á. Chỗ này mình được mấy cây hoa, để mình đếm cái chỗ này mình được mấy cây hoa anh đào cả nhà. 1 2 3 4 5 5 cây hoa anh đào. Năm nào tới mùa xuân á, là bông cũng rổ rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. À con Lina kìa. Mừng quá hả con, lâu lâu được ra ngoài chơi mừng quá hả. Nè cả nhà thấy không, cái này bông nó rụng quá trời luôn nè. Đó, rụng dưới đất quá trời luôn. This is cherry blossom gió. So beautiful. Ah, so windy today. My daughter, she's so happy to get out and play. Cái parking này ở đây rất là rộng luôn nha cả nhà. Mình có thể đậu xe thoải mái ở đây. Rồi Lina hái đi, con hái bông đi. Cầm đi, cầm đi, cầm. Không được hả? Con bẻ vậy nè, bẻ nhẹ thôi. Đó. Thank you mẹ. Đó, con bẻ vậy đó, con tự bẻ đi. Đó. Đẹp không? Con thích không? Cài lên tóc nữa. Xấu quá. Tặng ai? Nè. Tặng Lina. Lần đầu tiên cha thấy hoa anh đào hả cha? Dạ, tại vì chắc con nghĩ nó có nhiều loại hoa anh đào khác nhau á. Wow, the flower beautiful gió. Này nó dễ rụng lắm cha ơi, gió qua một cái là nó rụng hết trơn à, với lại mưa. Mưa là cái đầu nó đang này đặc biệt rồi. Dạ. Dạ mày chứ, nó rụng lẹ lắm. Thì đó. Nãy giờ đứng gió là thấy cũng rụng nhiều rồi nè. Bông quá trời bông rồi. Có mấy cây hà mà năm nào cũng rổ bông rực rỡ luôn, đẹp quá trời. Nè mẹ tặng Lina nè. Đây mẹ tặng Lina. Wow, nhiều quá à. Thank you mẹ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn Lina. Thank you. Ở đây có một cái con đường mòn dành cho người đi bộ nha cả nhà.
có thể đi dọc cái con đường mòn này á, xong rồi mình tới cái chốt đèn đỏ kia, rồi nó sẽ có cái đường ưu tiên dành cho người đi bộ đi qua ha. Nhiều quá. Nhiều quá hả? Mấy bên đây thấy nắng thấy rõ hơn này hả cha? Dạ. Nắng lên này nè, thấy rõ hơn nè. Phía bên này là một con đường lớn có rất là nhiều xe luôn nha cả nhà. Có gì hơi ồn cả nhà thông cảm mình nha. Cây bông này rực rỡ hả cha? Quá trời rực rỡ luôn nè. How you doing? Cặp đi ngoài mẹ lái xe đạp. Đi con, đi vô mua đồ ăn con. Đi vậy đi. Dạ ok, em vô xe đi cha. Bây giờ mình sẽ đi theo cái con đường này và mình đi thẳng qua mé bên phía bên kia có một cái khu shopping mall và ở trong đó người ta bán đồ ăn rất là nhiều nha cả nhà. Mình đi vào trong đó rồi mình mua đồ ăn nha cả nhà. Rồi mình sẽ quẹo phải vô ngay chỗ này nha cả nhà. Phải vô phía trong này là nó có một cái khu shopping mall trong chỗ này. Cái chốt cái đường đó mới vào được. Dạ đúng rồi. Đây, vào đây nè cha. Đây bây giờ mình sẽ quẹo phải vô chỗ này nha cả nhà. Salt Lake Mall, okay. So we go in here to buy the food. Rồi, quẹo đi. Nói chung là mọi thứ ở đây nó cũng rất là gần nhau nha cả nhà, rất là thuận tiện luôn. Mình thích đi đâu hay là mình đi shopping hay là ăn uống gì á thì nó cũng rất là gần nhau. Rồi cả nhà đang nhìn thấy ngoài phía trước của mình là Macy là một cái thương hiệu shopping nha cả nhà. Bây giờ mình quẹo vô chỗ này. Bây giờ mình sẽ quẹo vô chỗ này để vào trong cái khu ăn uống nha. Mấy chỗ hôm bao đi không? Dạ cái chỗ này là hôm bữa mình đi chợ Tết này cha. Ừ. Dạ. Là chỗ đậu xe. Dạ nghe. Đúng rồi. Bữa nay thời tiết ấm nhưng mà có gió nha cả nhà. Bây giờ mình đang ở cuối mùa đông ha. Khoảng chừng vài tuần nữa là tới mùa xuân rồi thì thời tiết sẽ ấm lên nha cả nhà. Đi lúc bên kia đó vô cổng sao? Dạ đi vô, mình đi vô thẳng ngay chỗ cái cổng mà bán đồ ăn á cha. Quá trời rộng. Quá trời rộng mênh mông ha. Rồi đây nè cả nhà, quẹo vô chỗ này nè. Đây là một cái parking ngay chỗ ngay ngoài trước người ta bán đồ ăn nha cả nhà.
rộng dữ lắm luôn. Lúc này chắc vô vô còn nói cái gì chỗ không có đi rồi. Dạ chỗ không mình mua đồ ăn á cha. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đậu xe ngay đây nha cả nhà. Cái parking rất là lớn luôn, tha hồ đậu nha. Đây một chiếc xe mới dê ra, bây giờ mình đi vô luôn. Đậu đây luôn hả cha? Rồi ok, bây giờ mình vào phía trong mua đồ ăn nha cả nhà. Lít đâu lít? Dạ có phải xe con lít đi nào hay cũng vậy. Biết rồi, thấy rồi. $8.79 with rice and veggies. Okay. Mango chicken. Yeah. Our main menu is the veggie grill, fresh grilled chicken, beef shrimp, cooked water. And the meat, fried meat is over there. Chicken, shrimp, meat. You have a nasi. Thank you. What's your baby name? Rina. Rina. Hello bà đi con. Hello bà. Đẹp quá. Chicken, right? With my rice and veggies.
I think that one with the... Oh, what about yellow noodle? Do you guys have yellow noodle? Yeah. Yellow noodle with blue ball? Yellow noodle with teriyaki. And fried rice. Thank you. Bây giờ người ta sẽ nấu mì nha cả nhà. Người ta nấu mì. Người ta nấu thịt gà xong rồi người ta sẽ bỏ nước sốt lên trên. Con dục vô rác đi con, dục vô rác. Có cái hũ rác đó cha, đặng đặng á, cái hũ màu đen á, hũ màu đó đó. Hũ màu nâu nâu á cha, bỏ vô đó đó. Oh, I order some teriyaki chicken in the mall, yeah. They cooking right now. Coi ông nấu cho đi nè. Mà mình mua thì người ta sẽ bỏ vào trong cái hộp sugo nha cả nhà. Cái này người ta không có nấu sẵn trước, khi nào ai order thì người ta mới nấu thôi. Yeah, you too. Lina, L-E-N-A.
from the in front door, you come in, you go to the sell the food. That was the first one. Yeah, in the middle. In the middle. From the right, the left one, that's the Vietnamese people, they say the vegetarian. And on the right, we bought some on the right side, the American people, they say a big cup of drink. I don't know, we are you from the big door when you come in and you go to the big hall, that was the first one, we're in the middle. Really? I bought some sushi. Are you? That's your one? Oh, I bought the fish. Yeah, yeah. Yeah, salmon and tuna. Ah, tuna. Yeah, yeah. The girl saw the baby, the doctor. Uh-huh. I asked her if it's Japanese. Ok, có kẹo chút xíu mẹ cho mua, ok. Rồi. Wow, kẹo đâu đi nè, lại coi kẹo đâu. Chạy lại coi kẹo đâu. Wow, nhiều kẹo quá. Ok, chút bây giờ ăn giỏi đi, con ăn giỏi đi rồi chút xíu mẹ cho mua, ok. Ok, chút xíu mẹ cho mua rồi mẹ cho mở. Ok, bây giờ ăn giỏi trước. Dạ đúng rồi, bỏ tiền vô. Rồi chút xíu, có 25 cent nè cha. Chút xíu nha. Ok, đợi đi lại ăn giỏi trước đi. Rồi. This is boba tea yo. Trà sữa nha cả nhà. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn với gia đình của mình luôn nha. Rồi Lina, Lina ngồi xuống đi con, ngồi xuống ăn đi. Dạ. Ngon không cha? Cái chicken của cha là làm chua chua ngọt ngọt á cha. Ngon không cha? Dạ. À đây là một phần ăn hồi nãy mình mới order nha cả nhà. À cái này là có thịt thịt gà. Xong rồi thịt gà họ làm là xào chua ngọt nha cả nhà. À hả, ông ngoại ăn broccoli. Ở dưới đây là có cơm. Rồi ở đây có rau nha cả nhà. Rồi Lina, Lina con có cái này nè, cái này của con nè, con mở ra đi. Con mở ra đi. Chicken, ok. Rồi ông ngoại mở ra giúp Lina nha. Nào muốn ăn chicken đó hả? À ok, rồi về đây mẹ lấy cái này ra cho Lina. Rồi ok. Ok. Rồi con ăn đi. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn với gia đình của mình luôn nha. Ở đây là mì xào nha cả nhà. Mì xào xong rồi có thịt gà. À thịt gà làm với nước sốt teriyaki nha. Uống trà sữa phải không? Rồi, ông ngoại luôn bỏ cái ống hút vô giùm đi nè. Xí nào làm được hả? Ok, nào làm được, ok. Mẹ, nó có ăn bubble tea chưa? Dạ, có bubble tea ở trong. Ngon không? Chicken teriyaki today with the yellow noodle, and right here we have some sweet chili chicken. Wow, looks so good, yo! Xin mời tất cả mọi người luôn nha. Wow, ngon quá cả nhà ơi. Ở đây á.
gà họ làm rất là mềm nha cả nhà. Xong rồi cái nước sốt á, họ sốt lên rất là thấm. Video của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video kế tiếp, ok? Thank you for watching my video. I see you again next time, ok?